bạn ơi, hôm nay mình đang có mặt tại làng truyền thống khu du lịch sinh thái Pơ Mu của huyện Tây Giang mình. Đây, như bạn đã thấy mình đang ở trong làng đây. Bên kia là họ đang tổ chức lễ hội rất là đặc biệt hàng năm của người Cơ Tu mình. Đây, rất là nhiều quan chức đã đến đây để tham dự buổi lễ. Đây, rất nhiều xe. Chuẩn bị 1 2 3 đều em đang chặt lấy bằng nữa cả lấy thương anh em châu thương thang cái này. Sau khi mà tổ chức lễ cúng thờ xong của lễ tạ ơn rừng thì sau đây sẽ qua bên này để dự lễ phát động trồng cây của huyện mình. Một năm là 1 tỷ cây. Rồi tinh tạ xem. Đều có tràng. Bị mất mình ngay được về dự cứ hộp phụ ở bì. Như các bạn đã thấy hiện tại là đang bị dịch bệnh. Thì ở chỗ mình thì vẫn chưa có ca mắc nào. Nhưng mà vẫn để đảm bảo an toàn. Khi mà vô đây thì đã được sát khuẩn tay bằng dung dịch và phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang. Khẩu trang y tế. Ai cũng sẽ phải đeo khẩu trang. Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi của mình. Ngày hôm nay là mình đã quá mong đợi về một cái lễ hội mà mình vừa đi quay cho bạn xem đó. Năm nay là họ không tổ chức lớn như mấy năm trước nữa.
Nhưng mà mình cứ tưởng là họ tổ chức lớn như vậy, mà không có ý tưởng như vậy. Nhưng mà vì đại dịch á, vì đại dịch họ cũng không dám tổ chức lớn, và họ sẽ không có mời nhiều khách từ bên ngoài, chỉ có mấy ông cán bộ á, ông cấp huyện cấp tỉnh mới có lên, và một số người dân thuộc địa bàn xã của mình và các xã lân cận mới đi tham dự, nên không có cái lễ hội mà đặc sắc như mấy năm trước. Mình sẽ cho các bạn xem mấy cái hình ảnh mà họ được chụp vào mấy năm trước mà họ tổ chức cái lễ mà lễ này đó, lễ khai năm tạ ơn rừng. Mong quý vị và bạn hãy thông cảm cho mình. Và cái video mà mình quay ở nhà Gưa là mình giới thiệu là mình quay ngày hôm qua, cái nữa là phần chuẩn bị. Mình tiếng họ chuẩn bị như vậy chắc có lễ lớn nhưng mà không có, các bạn thông cảm nha. Và nhân đây là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Mong các bạn hãy ủng hộ thêm mình và cho mình một lượt đăng ký và một lượt subscribe và bình luận, đưa ra ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn ạ.